Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo Các bạn nghe chuyện nữa thấy hay Hãy like, comment cảm xúc Cũng như là đăng ký kênh Để ủng hộ và tiếp tin động lực cho Bảo các bạn nha Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều à, Bữa nay mọi người có thấy gì mới không cả nhà Bữa nay Bảo có hai cái mới Mới cắt tóc Ví mới mua cái áo mới cả nhà Khoe liền Cắt tóc xong mua cái áo mới là khoe liền Rồi, giỡn à, cho vui thôi à, Còn bây giờ À, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện thì hôm nay đó bảo sẽ không kể cho các bạn nghe một câu chuyện dài mà bảo kể là uh, từ 2 đến ba cái câu chuyện ngắn nhưng mà cũng khó khăn lắm thì bảo mới gom được những câu chuyện ngắn này để chung vào một tập bởi vì cái nội dung uh, của nó là nói về một cái chủ đề nhưng mà uh, cái hình thức ấy, cũng như là cái người gặp ấy, là khác nhau có thể nói là bảo để dành là cũng lâu lắm nha cả nhà cũng đâu gần 2 tháng trời đó thì mới có được ba hai ba hai ba câu chuyện đó, là nó gắn nhau như, như thế này à, và cái quanh qua những câu chuyện này thì ngoài cái mặt gây rợn cũng như là những cái sự việc đang diễn ra thì chúng ta cũng rút ra được một bài học và bảo khuyên rằng à, dù biết là có hay không tin hay là không tin à, nhưng mà tốt nhất chúng ta đừng nên thử vào à, một trong những cái trường hợp mà câu chuyện bà sắp kể đây À, rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện đầu tiên của ông chú Đèo. À, chú Đèo năm nay đã 42 tuổi rồi và chú có chia sẻ một câu chuyện xảy ra khi mà chú là 17 tuổi. Thì câu chuyện này á, chính bản thân chú là người trải qua luôn chứ không phải là uh, nghe người khác kể lợi hay gì. Câu chuyện này á, bảo sẽ đặt tên là, của chú Đèo á, bảo sẽ đặt tên là trò chơi mà khiên xác chết thì vào cái thời điểm mà ông chú đèo 17 tuổi cả nhà cả 25 năm trước nha thì cái việc mà làm tang lễ cho người ở dưới quê mà khi chết khi mắc thì có thể nói đó nó hơi sơ sài đơn giản một chút xíu ví như một cái người nào họ mắc thì đa phần người ta chỉ là để trong cái quan tài nhà nào để cho quan tài xong thì cứ đợi con cháu về đem chôn thôi. Còn à, sớm trộm thì hồi trước á ở cái sớm của chú đèo thì cũng nghèo chứ không có được mà giàu có. Cho nên là cái việc mà ma chay à, cho người đã khuất á nó cũng không có cái gì là rườm rà phức tạp cả. À, nhưng mà đợt đó thì trong sớm có một người này rất là giàu. Có thể nói là, là giàu nhất sớm đó. Thì trong gia đình có một cái ông cụ ông mắc. Thì khi ông mắc như vậy á thì con cái kiểu mà muốn lo cho cái ngày tan lễ, cái ngày uh, tiễn uh, cha của mình đi uh, một cách long trọng một chút xíu, uh, cho nên nó là cái bữa đó là cũng đi mời uh, những cái ông đạo tỳ và thậm chí là có đánh phá hoàng. Uh, thì cái lúc mà mấy ông khiên cái xác chết đó cả nhà khiên cái quan tài đó, thì họ đi theo bộ chứ họ không phải là 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 là, là uh, khiên như những cái người hồi trước tới giờ mà cái nhóm người của chú đèo Ông đi coi á thì ông thấy hồi trước tới bây giờ coi là chỉ thấy là người ta khiên bình thường ở tới cái giờ chôn á thì kêu gia đình ra cầm nhang cầm lư hương đi trước rồi khiên quan tài theo sau thôi còn cái gia đình của ông này thì sao mà có cái vụ mà múa lăn rồi khi mà khiên quan tài lên phải đi theo bộ này nọ thấy ngộ quá cho nên là nhóm người Uh, của chú đèo gồm có là năm sáu người lận coi và ấn tượng cái việc này và thậm chí cái lúc mà đánh phá hoàng á thì uh, uh, có ma đánh với những cái người mà uh, bảo vệ cái cái quan tài một bên là muốn cướp quan tài một bên là bảo vệ quan tài thì hai bên cũng đánh với nhau thì cuối cùng cái bên bảo vệ thắng rồi mới cho người vào để mà giác cái quan tài đó đi uh, và cái người mà thắng đó đó sẽ đi theo để mà hộ tống thì do là nó lạ nếu như mà thời điểm hiện tại bây giờ đó thì có thể là người ta dòm vô người ta biết liền không may mà cảm thấy cái đó lạ cả cả nhà bắt quá là chỉ mà lạ cái tầm mắt mình chút xíu thôi nhưng đối với tâm trí của chú đèo sống ở cái khu vực năm thôn và vào cái thời điểm đó đó thì hiếm lắm mới có một nhà họ mời những cái ông đạo tỳ về đánh phá hoàng và chung cắt long trọng như vậy cái nhóm của chú đèo mới hay hiếu kỳ cả nhà thì khi mà hiếu kỳ á rồi không biết nữa, cho nên là sinh ra cái nhóm đã quyết định làm một cái điều cực kỳ sai lầm à, đó là diễn tập chơi lại cái trò khiên xác chết à, thì lúc đó đó nhà của bạn chú đèo à, có một cái người á là cái người uh, cha của cái người bạn của chú đèo á làm là làm thợ mộc á cả nhà mà thợ mộc mà ở dưới quê thời đó người ta cũng hay là lụm nhặt mấy cái dáng mà nó còn cũ cũ đó dễ mà đem về rồi bào chế lại còn cái nào mà hư quá thôi đem bỏ thì cái nhóm người của chú đèo mới súng nhau lại để mà đóng thành một cái quan tài giả nó không có nắp nó chỉ có là à, cái vách ở dưới rồi hai cái miếng hai bên rồi hai cái miếng chặn cái đầu có nghĩa là cũng giống như cái quan tài thôi cái hình thức thì cũng giống như cái quan tài nhưng mà là không có nắp thì cái nhóm của chú đèo mới rủ này nọ tổng cộng là được sáu người à, trong đó có một cái người mập mà thường thường hay kêu gọi là thằng béo à, bảo sẽ gọi là chú béo nha tại vì thằng béo là để cho chú đèo gọi thôi đó thì cái, cái chú béo này cũng mê cái chuyện này lắm cái chú béo mới đề xuất á, là bây giờ là tao mập quá rồi Bây khiên sẽ nặng thì thôi, bây bây khiên thằng tí đi. À, thì lúc đó người ta mới kêu ông chú Tý lại. ông chú Tý này thì dùng dằn, ông không chịu. ông nói là là là, là, là chơi cái gì thì chơi. bây điên sao bắt tao làm uh, xác chết. mà theo như chú đèo kể các ca là cái thời đó đó, cái thời cái thời mà của chú đèo đó đó, 17 tuổi nhưng mà lúc đó là tâm trí còn ngây thơ lắm, chứ không có được uh, uh, tiếp xúc nhiều uh, với uh, cái cái hiện đại mình như bây giờ đâu cũng tâm trí cũng ngây thơ lắm tối ngày chỉ biết là đi vô đồng rồi mò cua bắt ốc hay là chăn trâu rồi xong mà về nhà ngủ ngơi này nọ cho nên là ít có biết cái chuyện này chuyện kia lắm cả nhà à, xúm nhau anh em ở sớm thì xúm là chơi vậy thôi đó thì cuối cùng á chú tý cũng phải là chấp nhận theo số đồng thì họ mới phân ra là bây giờ là là, là thằng tý nói theo cái lời của chú đèo á là thằng tý nó đã nằm ở trong cái quan tài rồi thì bốn người khiêng giống như bốn cái ông đạo tỳ còn một người á thì đứng theo kiểu là chỉ huy à, khi mà thổi lên á thì cũng đó lấy cái kèn làm bằng lá dừa ở cả nhà thổi thổi một cái thì bước tới một bước đi đi bộ giống như là những cái người mà người ta khiêng xác chết đó cây mới súng nhau chơi cả nhà thì chơi ban ngày chơi cái bị mấy người lớn người ta thấy người ta phải la chứ Nít noi mà đâu có chơi mấy cái đó ông bà xưa kỵ mấy cái đó lắm, chơi không có nên cho nên là cấm không cho chơi. Mà cứ hỏi bài ra chơi á là bị la. Bởi vậy là cái cuộc chơi không bao giờ được trọn vẹn. Và chính vì không trọn vẹn cho nên là cái nhóm của chú Đèo mới quyết định là chơi vào ban đêm và khi chơi á là phải lựa một cái khoảng đất, cái khoảng đất này là phải không có người qua lại. Có nghĩa là đi tìm một cái chỗ trống, à, vắng và à, phải có một cái khoảng xăng để cho họ chơi thì cuối cùng họ mới quyết định á, là đi ra cái bãi đất cái bãi đất này á, là thường thường khi mà chăn trâu mệt nó xúm nhau lại ngồi nghỉ mệt Rồi chơi ở đó bãi đất này thì à, phải đi qua một cái cây cột khỉ để đi qua một cái con kênh Thì sau đó phải đi sâu vô độ khoảng chừng một cây số thì mới có thì cái nhóm bạn kiểu mà đã dân đồng ruộng mà cả nhà đi chăn trâu hoài thì chỗ nào không biết đi mấy chuyện này là bình thường đó, thì xúm nhau mới Uh, rủ và quyết định là chơi thì thay vì chỉ có 6 người thì lần này rủ thêm hai người nữa được được 8 người cũng phân công ra uh, một người nằm trong quan tài là một người nè rồi bốn người khiêng là tổng cộng là 5 người một người chỉ huy là 6 người còn hai người kia thì một người đứng ở cái vị trí là bảo vệ cái quan tài còn một người á thì đứng vị trí là cướp quan tài thì xúm nhau mới về nhà rồi xin đi lại mấy cái tiệm tạp hóa cả nhà rồi mua mấy cây đàn cày hồi đó đàn cày có mua mấy cây đàn cày xong rồi mới giấu giấu nhà này là không cho nhà biết nha đúng cỡ 6 giờ mấy gần 7 giờ tối thì mới xúm nhau tụ tập đi ra ngoài đó để mà chơi thì ra ngoài đó chơi đương nhiên giờ đó nếu mà chỉ có những cái chú mà đi làm ban đêm ban hôm họ mới thấy thôi còn mà những người ở trong xóm trồm thì tuyệt đối không có thấy và nghĩ rằng đêm nay sẽ là một cái đêm chơi cực kỳ vui và thú vị cho nên cả nhóm rất là háo hức mặc dù cũng có người sợ nha cả nhà. Nhưng mà uh, sợ thì sợ, đi vẫn đi. Mà chú Đèo là cái người lớn tuổi nhất còn mấy người kia là cỡ 15 tuổi, 10 14 tuổi cả nhà, không có người nào mà 16 tuổi cả. Thì chú Đèo mới dắt toàn bộ đi ra ngoài đó. Thì sau khi mà đã ra tới cái xăng rồi thì chỗ này á, nó có một cái khoảng trống uh, có thể nói là nó trống theo kiểu mà tựa tựa giống như cái hình tròn vậy đó. Nhưng mà Bảo nói um, bề ngang với bề dài đi cho mọi người rễ mường tượng ra Thì cái chỗ này bề ngang của nó là độ khoảng chừng là 9 thước và còn cái bề dài là khoảng 14-15 thước Thì cái vị trí như vậy cũng quá đủ cho một cái nhóm bạn 8 người chơi rồi Xung quanh bao quanh cái, cái, cái khu vực này là có tùm lum cây cối hết, đủ loại cây hết, nhỏ cũng có, lớn cũng có thì có một cái lối mòn để mà đi vào trong cái chỗ này cái chỗ này thì nói chung hàng xóm người ta cũng hay đi ra để mà nghỉ mát có điều mà ở ngủ lại thì hình như là chưa có thì sau khi mà đã sắp xếp xong rồi đó thì mới đốt bốn cái cây đèn cày lên rồi mới đợi ở bốn cái góc trong cái quan tài tự chế cả nhà rồi xong rồi cái để đèn cày đốt cũng gần gần đó dài ba cây nói chung là đại loại thôi sau đó mới kêu là chú tí là vô trong nằm tại vì chú tí cái tướng của ổng nhỏ con. À, rồi ổng nhẹ nữa cho nên là khiêng rất là dễ. Thì sau khi mà ông chú tí ông vô ông nằm động giả xác chết nha. Để cho bốn người kia khiêng. À, thì lúc này mới suy nghĩ và nhớ lại, chú Đèo là cái người nhớ rất là kỹ. À, cái hình thức làm sao đó thì à, chú Đèo mới nói thôi bây giờ mình không có cái đầu lăn, mình không cần phải muốn lăn. Bây giờ là là mình à, cho cái người mà cướp quan tài đi vô cướp còn cái người mà bảo vệ quan tài là hai người mà đánh với nhau thì cái người bảo vệ quan tài là lựa chọn chú chú béo chú béo mới đứng ra bảo vệ cái quan tài nha thì còn cái chú kia đó là mới xăm vô cái kiểu mà cũng mới cầm mấy cái ngắn ngắn vậy nè thì dầm giỡn giỡn là bộ đánh chéo, chéo chéo, vậy đó thì cũng nói theo cái kiểu là, là, giống như hát bội vậy đó à, ngươi là ai mà ngươi tới đây ngươi cướp cái quan tài thì ở trong phải nói là ta là bảo vệ quan tài Ngươi đến đây là không được Thì mới sáp nhau đánh nhau Đánh thì cứ đánh giỡn không cả nhà Thì cuối cùng á Cái người cướp quan tài là bị rượt Còn chú béo là chiến thắng sau đó chú béo mới quay sang nói với cái người chỉ huy á, là tức là nói với chú chú đèo đó là bây giờ là xong rồi à, đưa quan tài đi đi ta đi theo bảo vệ thì lúc đó chú béo mới nói câu đó cả nhà Nói xong cái câu đó rồi á Thì chú Đà mới bước tới Và lấy cái cái cây kèn kè mà làm bằng cái cái, cái lá dừa ở cả nhà đó, à, Quắn lại thành cây kèn thổi Thổi một cái á Thì gia hiệu cho bốn cái chú này phải khiêng cái quan tài lên Nhưng mà lúc đó thì hoàn toàn không một ai biết được rằng Chú Tí khi nãy á Chú nằm ở trong cái quan tài chú mới có vô nằm được một chút xíu thôi Thì cái lúc đó là chú béo và một cái chú mà ở đóng cái vai là cướp quan tài đó thì hai chú đang đánh với nhau mọi người đều tập trung đưa ánh mắt để mà dòm vào hai chú này thì không may phát hiện ra chú tí chú tí nằm ở trong cái quan tài tự chế đó thì chú thấy có một cái bóng người đứng ở trên cái bụng của mình cái bóng hình này rất là lớn xỏa tóc mặc đồ trắng nhưng mà dòm là dòm theo cái nhóm người của chú đèo chứ không dòm chú tí Chú tí lúc đó là quá hoảng sợ rồi, chú tí xỉu rồi đời nào rồi các bạn. Gặp lên là la la lên một tiếng thôi, nhưng mà la cũng không có phát ra được cái tiếng bên ngoài, sau đó xỉu. Nhưng mà cái điều đó là chú tí nhớ nha. Thì lúc này chú đèo mới ra hiệu cho bốn người kia bắt đầu khuyên cái quan tài lên và không biết rằng chú tí đã bị xỉu và nằm ở trong cái quan tài rồi. Và cũng không biết là trên quan tài có một cái bóng đứng lúc đó là không ai thấy nha còn cái chú mà cướp quan tài cả nhà là lúc này là chạy ra phía xa đứng gần đó chờ đợi khi nào mà cái nhóm người này đưa cái quan tài đi rồi tới cái vị trí mà họ chỉ định là à, tới cái chỗ chôn rồi đó thì ngừng lại thì sau đó cái chú mà cướp quan tài mới được phép đi lại chỗ nhóm bạn cho nên lúc này là cái chú mà cướp quan tài đang đứng cách vị trí khá là xa và trong đêm thì không dòm thấy gì cả. Cái chú đèo mới kêu là bốn ông chú kia là bây giờ phải khiêng cái quan tài lên. Thì họ mới khiêng. Nhưng mà lạ lùng là họ khiêng không lên nổi cái quan tài. Ban đầu chú đèo mới tưởng là cái nhóm này đang giỡn và hoặc là đang diễn, diễn theo cái kiểu là uh, thấy mấy cái ông mà 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 khiên quan tài mấy ông cũng có diễn có diễn bộ là giống như là phải nhắc quan tài lên rồi nặng nhọc rồi nọ một chút xíu mới lên được. cái chú đèo mới tưởng là họ cũng làm y theo những cái gì mà bữa đó họ coi nhưng mà chú đèo thổi hai ba lần họ vẫn không có khiên lên được. chú đèo lúc này chú nói á thôi đừng có giỡn nữa à, khiên lên đi. thì một người trong số bốn người mới trả lời là tao khiên có nổi đâu mày bắt tao khiên thì một người khác cũng đứng gần đó Thì xưng chú Đèo bằng anh Mới nói rằng đó Khiên không có nổi anh Đèo ơi nặng quá Trời đất ơi thằng tí nhỏ xíu vậy Mà cái gỗ nó làm cái quan tài giả Nó cũng bằng gỗ gòn một cái trơn rồi Mà làm gì bây Khiên không nổi Thiệt Khiên không, khi không có nổi anh Đèo ơi đó, Thì cả bốn người đều gồng sức Khiên Mà Khiên không được cả nhà thì lúc đó đó chú đèo và chú béo hai người mới bước gần loại máy bay giỡn mặt ha. thằng tí nó có chút xíu vậy mà khiêng nó không được để tao thì một người đứng đầu một người đứng đuôi thì hai người khiêng bốn người kia đứng xung quanh bên ngoài chú đèo với chú béo khiêng cũng không được không biết sao nặng trì vậy đó nặng trì luôn cái chú đèo mới nói ủa sao kỳ vậy sao nặng vậy đó cái mới, 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 mới bước lên để mà để cái quan tài xuống rồi nó mới bước tới bước á là dòm vô trong cái, cái cái quan tài coi là ông chú tí á ông có, có có, có chơi cắt cớ rồi ông để đá để gì vô không nhưng mà bước lại gần thì ông chú tí ông xỉu rồi tí ơi tí ơi tí tí ơi im nằm em ru chú đèo mới nói mày đừng có giả chết đó coi mày, mày tính ra coi tí ơi tí ơi thì giật một hồi á chú tí ông giật mình ông thức ông tỉnh dậy à ông tỉnh dậy được nha cả nhà thì cái lúc mà ông tỉnh dậy rồi đó cũng vừa cái lúc mà cái ông chú mà đóng cái vai cướp quan tài ông đi lại ông đi lại nhưng mà lúc này là do mọi người đứng bu quanh cái quan tài và um, chú tí á thì ông mới vừa tỉnh thôi ông chưa có có có, có hoàn hồn lại và vị trí của mọi người đứng á phần nào đó đã che đi cái ánh sáng rồi cho nên là cái ông chú đóng cái vai mà cướp quan tài ông không thể nào dòm rõ vô cái, cái chỗ quan tài được. Thì ông mới đi lại gần hỏi cái gì vậy bay cái gì vậy bay. Lúc này thì mọi người mới thấy là chú tí xỉu rồi kêu về giật mình thức dậy họ cũng lo. Kiểu mà tầm nít mà trời trời không biết không tí nó có sao hay không. Cái chú đèo ông mới lớn mà, ông mới nói á tí tí, sao tí sao tí. Thì cái chú tí này vừa bật dậy là ông mới nhào ra khỏi cái quan tài, ông mới nhảy đi ông chạy nhưng mà ông chạy thì ông chạy không có được tại vì do là xung quanh bốn người rồi thêm có chú đèo với lại chú uh, béo nữa đó vừa thấy ông nhảy ra khỏi quan tài đó làm bắt đầu mới nắm ông lại rồi ông mới la lên ông la là ma 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 ông la liên tục như vậy ông nói là ma trời ơi ma đâu đây ma đâu đây mày làm gì mày la ma buôn ra buôn ra tao chạy về ma 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 là chú tí liên tục cũng la như vậy thì cái ông chú mà đóng cái vai mà cướp quan tài lúc này ông đi tới rồi cả nhà ông lúc này ông, dòm vô chú tí nghe ông nói cái gì vậy tí vậy tí tôi bay bay sao mà sao mà tí nó vậy vậy thì mọi người đều tập trung và dòm vào phía của chú Tý. cho nên là không ai dòm tới cái chỗ quan tài hết chỉ vì cái lúc mà chú đóng cái dây cướp quan tài chú đi lại chú hỏi đó thì mọi người nói là đâu biết gì đâu tự nhiên nó ở trong quan tài rồi nó nó nhảy ra nó ma ma thì chú kiểu mà chú giật mình thôi chú mới quay lại chú dòm vô cái quan tài cả nhà thì chú thấy cả nhà một cái bóng trắng đứng xõa tóc mà bóng của một cái người lớn à. chú cũng không biết đó là nam hay là nữ đàn ông hay đàn bà gì cả nhưng mà đứng ở trên cái quan tài á dòm lơm lơm cái chú này chú dòm là chú thấy con mắt nó đổ lờm thì chú cũng là nhưng mà do cái chú đóng cái vai mà cướp quan tài thì không có ai đứng gần chú và không có ai mà chủ động để mà nắm chú lại cho nên là chú mới la lên là ma ma chú chạy Thì lúc này mới tóc ngang là xúm nhau chạy nè Chứ lúc đầu là còn ôm chú tí lợi Nhưng mà lúc này mà cả thêm cái chú um, đóng vai cướp quan tài á Chú la lên chú chạy xúm nhau mới chạy theo cả nhà Thì có thể nói là Ông bà độ Cho nên là cả nhóm cũng chạy về được Cũng chạy qua cầu khỉ này nọ Cũng chạy về được tới sớm Chạy về được tới sớm rồi đó Thì lúc đó là quá sợ rồi chỉ duy nhất một mình chú đèo là ông lớn thôi ông dáng ông kềm thôi còn những người kia là người nào cũng khóc và đặc biệt là chú tí và cái ông mà đóng dây, cái ông chú mà đóng cái dây cướp quan tài đó hai người này khóc cái bàn bộ non nước luôn còn những người kia nói là sợ thì sợ nhưng mà bản thân họ là không có dòm thấy sau đó là do ông quá sợ và khóc lóc từ người từ người từ người như vậy cho nên là không có giấu được cái chuyện đó và gia đình của những người à, có con cái đi chung với lại chú đèo á đều biết được chuyện và kể lại cái chuyện như vậy và biết chú đèo là cái người bài ra cái câu chuyện đó thì họ mới qua để mà mắng vốn uh, tía má của chú đèo thì cái việc này bị mắng vốn là hiển nhiên thôi cả nhà tại vì mình lớn mà mình bài ra một cái trò chơi uh, mà mình không có hiểu gì về cái việc tâm linh uh, mình chỉ hiếu kỳ và ấn tượng những thứ mà mình thấy rồi mình mới dụ người này và dụ người kia để mà cùng nhau đi chơi dẫn đến cái việc như thế này á. thì bị mắng vốn đó là cũng còn nhẹ đó thì lúc đó là uh, tía má của chú đèo mới đánh chú đèo tại vì biết cái việc đó là, là sai mà đó, thì mới đi qua bên nhà của uh, chú tí và cái chú mà đóng cái vai uh, cướp quan tài đó thì lúc đó đó chú đóng cái vai cướp quan tài thì không sao về tới nhà chỉ sợ thôi rồi được uh, cha mẹ cũng như là người thân trong gia đình Uh, ngồi gần rồi khuyên này khuyên nọ thì cũng đỡ chỉ di của công chú tý này làm như ông hạp cả nhà thì mới theo ông chú tý khi mà ông chú tí ông chạy về được tới nhà ông mừng quýnh hết trơn á ông mới nhào lại ông ôm cha mẹ mà nhà ông có anh có chị luôn nha là hai người nữa là ba người với lại cha mẹ của chú tí rồi thêm là ông bà của chú tí nữa rất là đông người thì mới ra mà chú tí mới hỏi hỏi chú tí là làm sao làm sao chú tí mới kể lại như vậy và thấy một cái bóng không biết là cái bóng ở đàn ông hay đàn bà cái gia đình cũng sợ nha cho nên là mới đem đồ này nội ra cúng mà cúng mới trước ngoài sân á cúng theo kiểu là cúng của hồn ở cả nhà chứ không phải là cúng ở trên bàn thờ này nọ bàn thờ là chỉ cúng giấy tổ tiên phù hộ cho uh, chú tí thôi cúng đâu gần tàn cái nhang thì lúc này chú tí cũng đỡ lại rồi do là ông ở trong nhà mà thêm người lớn rồi anh chị rồi cha mẹ rồi ông bà ngồi gần cái chú mới đỡ sợ cái lâu lâu cái chú mới giờ mà chú giờ ngay cái lúc mà cái nhang nó sắp tàn đó thì chú mới thấy cái bóng trắng mà hồi nãy chú sợ đó đi đứng ngay trước cái cái cái, cái chỗ mà uh, bài đồ ra cúng trái cây này nọ nó bài ra đó cúng đó thì cái bóng nó đứng ngay cái vị trí đó luôn và dòm vô hai con mắt đội lờm. À, chú tí mới sợ quá lần nữa lại xỉu Thì à, lúc này nè, cái nhóm người bên kia cũng như là những cái gia đình bên kia thì ai cũng cúng hết chứ. mà kể cả là à, cha mẹ của chú đèo cũng cúng luôn cả nhà nhưng mà à, tối rồi khuya rồi gần khuya rồi người ta cũng không có đi ra cái bãi ngoài đó mà cúng mà chỉ cúng trước nhà thôi thì cũng không ai hay cái chuyện của chú tí bên đây mà chú tí bị xỉu xong hồi cũng tỉnh lại rồi cũng được là à, ông bà đưa vào trong buồn nằm ngủ Rồi cũng ngủ được thì tới sáng á, ông chú tí này ông bệnh ông bệnh kêu bằng là ông sốt ông sốt theo kiểu là giống như hồi trước mà mình bị sốt vậy đó cả nhà ờ, chứ không có phải là bị gì nhiều nhưng mà ông sốt xong rồi đó nha ông mới mơ sản thì ông mới kêu là là ma ma ông đừng có ông ma ông đừng có bắt tôi không phải kêu là con ma hay là là cái gì mà kêu là ông ma ông đừng có bắt tôi nhưng mà sau này thì hỏi thì chú tý cũng không có nhớ cả nhà chỉ quảng loạn vậy thôi thì gia đình thấy không được rồi thì mới đi mời thầy thì đi mời cái ông thầy đó về thì ông thầy này ông nói không sao cái dông này nó theo đòi ăn, đòi này nó ăn rồi này nọ nó thấy hợp nó theo thôi nhưng mà cũng may á, là biết trước chứ nếu như mà không biết á nghe để nó theo hàng ngày hàng ngày hàng ngày đó thì hợp quá không chừng nó bắt đi luôn à. Đó, thì thầy mới đi đem đồ ra ngoài đó thầy cúng thầy cúng xong rồi là im ru rồi thầy về thầy mới la thầy nói là đây sắp tới nha chuyện gì thì, thì, thì chuyện không cho những cái đứa nhỏ mà nó chơi mấy cái trò này thì ông chú đèo quá ông nói cái đợt đó là ông bị đánh mấy chập thì đánh là vừa cả nha này bên không được à, bày ra những cái trò chơi mà mình không hiểu biết về nó thì không những là uh, có hại mà còn có hại luôn cho những cái người bạn thân thiết của mình thì cái điều này á, bảo cũng khuyến cáo là mọi người không nên làm theo và cũng không nên chơi những cái trò chơi mạo hiểm như vậy à, về tâm linh thì có kiên thì có lành à, người ta không phạm mình thì mình đừng nên phạm vào người ta à, rồi à, đó là câu chuyện thứ nhất à, câu chuyện thứ hai này bảo đặt tên là à, mời ma nhậu chung thì à, câu chuyện này của anh phướng à, anh phướng có gửi câu chuyện này anh nói là Uh, xảy ra cũng khoảng là cái 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 tầm là 20 năm trước và cũng chính bản thân anh trải nghiệm và cùng những người bạn của mình trải nghiệm và cái việc đó và cũng khuyến cáo mọi người là không nên làm theo uh, những gì những tình tiết trong câu chuyện mà anh Phương đã gửi thì câu chuyện này á, nó như thế này nè cả nhà uh, vào cái thời điểm đó đó thì anh Phương anh có tổng cộng là ba người bạn thân cộng với anh nữa là bốn nhưng mà trong số đó thì có một cái người tên là thọ cái người này đã đi xứ khác làm ăn rồi không phải là đi luôn mà kiểu mà đi cái xứ khác để mà làm thuê làm mướn đó thì lâu lâu mới về một lần thì bởi vậy là trong xóm á, chú phướng chỉ còn thăng với lại hai anh phướng chỉ còn thăng với lại hai người một người á, là anh tuấn và một người là anh vĩ thì hai anh này với lại anh phướng là ba người rất là thăng thì bà sẽ nói sơ về tính tình của À, mỗi người một chút xíu để chúng ta dễ kể chuyện và dễ hiểu được nắm bắt được câu chuyện hơn thì à, chú à, anh à, anh phướng tính tình của anh á, thì hay chọc phá cũng như là chọc ghẹo bạn bè cho thật là vui à, anh phướng anh, anh anh có cái lối như vậy rồi cả nhà à, và có thể nói dùng một cái từ là hơi lớn khỉ đó <laughs> cái lần tự dưới quê á, mỗi người mà chọc phá người này kia ta hay kêu là lớn khỉ còn về à, anh Tuấn á thì ảnh theo kiểu là anh thấy là anh Phướng vui, cho nên là mỗi cái trò gì mà vui 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 đó, anh Tuấn hay cùng với anh Phướng để mà à, chọc ghẹo những người khác, thì có mọi người có thể hiểu theo rằng là anh Tuấn này là một cái người cùng phe với lại anh Phướng. Còn anh Vĩ á thì rất là tốt, tính tình rất là được luôn, siêng à, năng giỏi giang lắm, à, ở cái tuổi đời là, là 20, nhưng mà À, rất là siêng và phụ giúp không có ham chơi gì cả cũng không có chọc phá ai tính tình thì thiệt thà con cái á, cực kỳ sợ ma hễ mà có cái chuyện gì mà chút xíu chút xíu á à, nhằm khi đi ra mà gặp cây chuối gió thổi cây cái chuối cái, cái lá nó phát qua phát lợi băng đi mà có trăng á thì cũng dòm cũng sợ nữa cả nhà rất là sợ ma nha à, nhưng mà do là đi chơi à, với lại um, Uh, anh uh, Tuấn và anh Phướng nhiều quá cho nên là cái việc mà đi vòng vòng ở sớm mà đi ban đêm đó nha uh, đi ra sau hè này nọ thì thì dám đi chứ còn mà đi xa thì anh Vĩ này anh không có dám đi cái lần đó đó kiểu mà cũng buồn buồn đi cho nên là uh, anh Phướng á, anh mới nói với lại anh Tuấn á, Tuấn Tuấn thôi bây giờ tao với mày chọc ghẹo thằng Vĩ một bữa coi làm sao Ủa mày chọc ghẹo nó mày chọc ghẹo làm sao tao có cách này nè nó sợ ma thì tối đêm nay nè mấy anh em mình đi ra ngoài đó nhậu à, à, mình chọc nó thì hai người mới bàn kế hoạch với nhau kế hoạch nó đại khái như thế này là anh phướng sẽ nói với anh tuấn và anh tuấn sẽ là cái người mà diễn hộ theo để mà đi ra một cái phía sau hè đó có cái chạy đó ngồi vô đó chơi thì cũng chạy của người thân thôi chứ không phải là, là, là chạy nhà nó thì đi ra ngoài đó ngồi chơi và À, nhậu nhạt với nhau nhậu chút đinh nè chứ không có nhậu nhiều à, nhưng mà hẹn với nhau là khoảng 7 giờ tối đó thì đi ra ngoài đó thì khi mà đợi cho anh Vĩ ra rồi thì anh Phướng và anh Tứng sẽ diễn theo cái kiểu là có một cái hồn ma ngồi nhậu chung theo kiểu là kêu á à, kêu là ma ơi không phải kêu là kêu kêu ma mà giống như nó ơi thằng này lên nó, nó, nhậu chơi mày mà thật sự không có ai mà kiểu mà chọc chọc ma với lại anh Vĩ thì hai người bàn với nhau rồi cũng hú hí mừng cả nhà Tối đó mới quyết định làm Thì anh Vĩ anh đâu biết gì đâu Tính là thiệt thà lắm Mà ở dưới quê mà 20 tuổi Thì nhậu thì nó cũng không có nên nha cả nhà ờ, Nhưng mà lúc đó thì kiểu mà nhậu Vài ly chơi thôi ờ, Sáng ra ngủ cho nó ngon Rồi sáng đi làm chứ không phải là uh, Nhậu nhạc chơi bời gì cả Đó thì lúc đó đó Sau khi mà được cái lời đề nghị Của anh Phướng và anh Tuấn Thì anh Vĩ anh chịu Nhưng mà thay vì anh Phướng với anh Tuấn là đi ra là khoảng chừng là 6 giờ 45 á, là đi đi ra tới ngoài cái chạy rồi mà cái đường từ ở trong cái cái nhà mà đi ra tới sau hè ở ngoài chạy đó thì mất cũng khoảng 10 phút thì hai người mới ngồi chờ chờ hoài chờ hoài đâu tới là hơn 7 giờ thì lúc đó đó à, anh Tuấn anh mới nói lại với anh Phướng nói, thôi bây giờ đợi nó ra hơi lâu chắc nó bằng công chuyện gì đó thì anh Vĩ nào giờ anh hứa ra là anh làm tròn rồi cả nhà chứ không phải là là là, là, là Uh, hứa mà không làm mà chỉ có khi mà không đi ra là chỉ có cái vấn đề gì đó thì như đã biết anh vĩ là một cái người mà tuy là có sợ ma nhưng đi vòng vòng Ở cái sớm sau hè uh, xung quanh xóm mình á thì anh vĩ không có sợ thì hai người mới chờ đi chờ thêm một 10 phút nữa cái không có cái anh tuấn nó thôi tao với mày uống trước vài ly đi uh, phướng ngay uh, tại vì thằng vĩ nó uống không có được nhiều tao mày uống chút trước đi Thế thì hai người hai người mà uống qua uống lợi uống qua uống lợi mà cái tửu lượng lúc đó là uống chơi mà cho nên là không phải là một cái người nhậu nhẹt uh, uh, có kinh nghiệm bởi vậy là uống khoảng chừng là 3 ly thôi uh, mới thêm là, là nửa ly nữa thì uh, anh tuấn anh xỉn rồi anh xỉn cái anh mới nằm vật qua một bên đó thì lúc đó đó uh, anh phướng này anh mới nói trời ơi thằng này chưa trơn mày xỉn rồi sao nó ra cởi mình tao chọc nó cũng được đó thì lúc đó cái À, anh Phương anh mới ngồi anh đợi anh ngồi anh đợi đi thì đợi cỡ khoảng là hơn nửa tiếng nữa lúc đó cũng khoảng 8 giờ mấy gần 9 giờ lận thì anh Vĩ anh mới ra à, đi ra cái anh Phương anh mới ngồi cái anh giờ mới anh, anh trách anh nói mày làm gì giờ này mới ra trời ơi mày thông cảm đi tao là cũng định về sớm đó mà giờ không kịp mày ơi à, phải ở lại tiếp cậu tao cho nó xong quá trời quá đắt đi ổng từ ở bên đó ông qua bên đây để ông làm phụ mà tao không tiếp ổng coi sao được rồi thôi, 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 lỡ rồi vô, vô, đi thì cái lúc này á anh vĩ anh đi vô á thì anh mới thấy là cái mâm nhậu thì còn mồi còn rượu nhưng mà cũng là nhìn vô là là, là có cái đèn dầu đó thì cũng biết là uh, đã ăn trước rồi nhưng mà anh vĩ anh đâu có buồn hà gì đâu anh mới quay sang cái anh thấy anh tuấn thì có nghĩa là bây giờ anh tự ngoài anh dèm vô nè là anh phướng là ngồi đối diện với anh là sao cái mâm cái mâm đồ ăn nha còn ở bên phải á là anh uh, Tuấn anh đang nằm còn bên trái đang trống thì lúc này anh Vĩ anh mới đi vô anh đi vô anh cười nó trời đã ơi chưa chân này nó xỉn rồi, rồi thôi tao uống với mày vài ly nữa là anh em mình cũng về sớm rồi, rồi kè nó về cái anh Vĩ anh mới định là ngồi xuống cái vị trí bên trái trống đó anh Phương anh chọc mà cho nên là nó à, mày, mày đừng ngồi đừng ngồi mày ngồi đối diện với tao đi mày ngồi đối diện với tao đi sao tự dưng tao ngồi bên trái mày không được mà bắt tao ngồi đối diện đối diện ngoài đây đất không à có nghĩa là cái cái chổng dạc á thì nó ở trong này á thì ngồi là là, là trên chổng dạc khỏi cần phải 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 lót cái gì cả nhưng mà còn ở dách ngoài á là đắt là phải lấy dép hoặc là lấy cái gì đó để mà lót lên cái anh vĩ anh mới mới cãi lên vậy anh phương nó không 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 mày ngồi ở ngoài đó đi chỗ này là chút xíu có người ngồi ủa ai nữa mày rủ ai nữa mà 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 bộ ra đây nhậu trước rồi hả bây giờ đi đi đâu hả đi tái hay đi vệ sinh vậy vậy ừ chưa có đi vệ sinh nhưng mà bây giờ mày ngồi đi một chút xíu nữa thằng đó nó ra thì anh vĩ anh mới tưởng là thiệt anh tưởng là chắc là cũng rủ thêm một cái người nào đó và cái người đó cũng đang ra cho nên là anh vĩ anh mới ngồi xuống anh cũng không có bận tâm gì anh ngồi đối diện và anh chừa cái vị trí bên trái của anh phướng á là chừa vị trí đó trống cái ngồi đâu có chừng 5 phút cũng uống được cũng người cũng ly rồi cái lúc này là anh Phương anh chọc mà anh mới trời đất ơi tới giờ mày mới ra thì anh mới dòm ra phía bên ngoài xa xa anh mới đưa cái tay anh ngoắt anh nói lợi đây mày lợi đây mày lại đây nhậu cho vui mày tới giờ mày mới mới thấy mày đó thật ra là anh Phương không hề thấy anh không hề có ai ngoài đó trơn á và anh làm cái điều đó là để anh chọc anh chọc cái anh vĩ này nè thì anh quỷ này anh mới dòm ra anh dòm ra anh đâu có thấy mà bản thân anh sợ ma nữa anh nói ủa mày nói ai sao mà tao kịp tao tao, tao dòm hoài tao giờ không gặp gì phương thì biết là anh vĩ sắp mắc vào cái mưa mẹo của mình rồi cho nên là anh phương anh mừng anh chọc tới luôn anh nói ơi, ơi mày là đây trời đứng nó làm gì ngại ngùng gì thằng vĩ này là bạn tao không có sao hết trơn á mày lại mày ngồi đây nè nhậu chơi cho nó vui và anh liên tục anh đưa cái tay anh ngoắt và anh kêu mày là đây mày là đây mà anh nói liên tục hết trơn giống như thể là anh đang mời gọi mời gọi cả nhà mời gọi một cách cực kỳ nhiệt tình luôn mà anh vĩ anh dòm ra hoài dòm ra hoài anh không có thấy thậm chí anh vĩ anh cũng có đem theo cái đèn trá đó anh mới bật cái đèn trá anh dội theo cái hướng chỉ tay hướng chỉ tay của anh phước anh dội ra anh cũng không có thấy luôn và bản thân anh phước cũng đâu có thấy cái bắt đầu cái anh phương anh, anh, thấy là vô rồi anh mới chọc tiếp anh là trời đất ơi nó đứng sờ sờ vậy cưới bên cây giang mày không thấy hả thì cái cây ra giang á, nó ở cách đó độ cỡ chừng là 20 thước và cái đèn trá của anh vĩ dội tới đó thì vẫn thấy anh vĩ vẫn dội vô cây giang thì hoàn toàn không có một cái gì hết vậy mà anh phương á, anh lại liên tục anh nói là đi lại đi lại đi lại lẹ xong cây anh mới diễn theo cái kiểu là ờ mày tránh mày, mà tránh ra vĩ lại tới kìa lại tới kìa anh quỷ nó trời ơi mày điên cái gì phương tao có thấy cái gì đâu mày tránh ra mày ngồi ngay giữa cái cái, cái chạy, sao người ta vô tránh ra bên ừ. trời ơi trời phương tao nói thiệt mày mày giỡn gì giỡn mà đừng giỡn vụ này nha tuấn ơi tuấn mày tỉnh dậy con tuấn con phương nó tào lao tào lao gì kìa anh tuấn á thì anh xỉn rồi anh nằm anh ngủ kêu anh thì anh cửa 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 xong mà chứ anh không có có có, có, có lên tiếng cái anh Phướng là thấy là, là là, chọc được rồi thấy là anh Vĩ quíu quíu rồi cái em nói chánh ra tránh ra ra thì anh mới để cái chén cả nhà cái chén chuẩn bị sẵn rồi cái đầu đũa cái em mới đợi xuống đó nha anh nói ngồi đây đi mày ngồi đây đi thì anh Vĩ lúc này anh sợ quá rồi anh nói là trời có cái gì đâu mày điên hay sao Phướng ơi Phướng tao lại mày Phướng thằng này bạn tao vô ngồi nhậu mà mày làm gì mày, mày mày mày, nói này nói kia nó mất cỡ nó, nó quê sao nó nhậu mày ngồi im đó cái anh vĩ mới nói thôi thôi phương phương mình về phương ơi về phương ơi mà anh phương thì anh biết rằng nếu như mà anh vĩ anh đã bị chọc rồi á thì chắc chắn anh không bao giờ dám đi vô nhà một mình thậm chí là là cũng không có dám bước ra khỏi cái chạy nữa tại vì chơi bạn bè thân mà hiểu rất là rõ tính tình của anh vĩ cái anh phương mới nói tao mày 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 về mày về đi tao tao ngồi đây tao nhậu với bạn tao tự dưng cái về mà lúc này thì anh tuấn anh xỉn rồi anh vĩ cũng đâu có rủ để mà về được đâu bản thân thì cả ba người nha cả nhà anh tuấn thì mình không nói xỉn mình không nói còn anh vĩ ấy, à, với lại à, à, anh phướng là hoàn toàn không có thấy gì cả một người thì chọc một người thì sợ thôi cái lúc này nè anh Phương anh mới diễn cho tới mà anh mới lấy cái 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 cái, cái, cái mồi á đồ ăn á anh mới gấp anh để vô cái chén không à, anh mới để vô chén không xong rồi cái ảnh mới lấy cái ly rượu anh uống phân nữa anh mới để và phần nữa anh để ngay cái vị trí mà giống như là có một cái người ngồi đó đó nè uống đi mày mày vô sao á thì mày uống ba vòng đi rồi mày ngưng rồi tao giới thiệu cho mày bạn tao thì anh nói như cái kiểu là có người ngồi đó nha mà tới thời điểm này thì chưa thấy có điều là anh vĩ là anh lạnh người rồi anh sợ anh lạnh người rồi trời ơi phương ơi phương tao lại mày mày đừng có làm mày có nói chuyện tào lao nữa phương ơi nhưng mà cái cái giọng của anh vĩ lúc này là rung rồi cả nhà anh nó không có vững anh nó không có dẫn dàng cái cái, cái cái câu nói của ảnh còn anh phương thì anh biết mà anh chọc mà anh chọc cho tới cái anh mới lấy cái ly rượu anh cầm lên á là anh, anh, anh làm bộ anh nói chuyện xàm xàm á nói này nói kia để cho uh, anh vĩ không có chú ý vào cái ly rượu thì anh mới lấy cái ly rượu của anh đổ ra phía sau anh đổ ra phía sau lưng của ảnh á là giống như là là là, là anh dự định là đổ cái ly rượu đó xong rồi thì sẽ cầm ly rượu đó chìa ra ngay cái ngọn đèn để cho anh vĩ thấy và nói với anh vĩ nè bạn tao uống hết rượu nè anh dự định như vậy nhưng mà anh chưa kịp làm hết cái điều mà anh đang suy nghĩ anh chỉ mới cầm cái ly anh anh lòn ra phía sau anh đổ á, thì anh mới nghe cái giọng nói á sao rượu của tao mày đổ mày mời tao mà mày đổ anh nghe nghe văng vẳng luôn nha cả nhà nhưng mà anh không thấy hình con cái là anh nghe rõ ràng là đang nói ở cái vị trí bên trái của anh á anh phước nghe rõ ràng thì anh vĩ á anh chưa có nghe anh không hề nghe anh chỉ là sợ là do bị anh phướng hùng Và anh 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 giận ốc người này nọ lên mà cái kiểu có cái hồng ma ngồi kế bên á thì anh vĩ anh anh tuy là anh không thấy nhưng mà anh rợn ốc là cả người anh lạnh lên rồi nhưng mà hình ảnh thì anh không có thấy mà bản thân anh phướng á cũng không có thấy luôn nhưng mà anh, anh nghe cái là anh giật mình rồi anh mới quay lại anh dòm cái anh mới suy nghĩ anh dán anh, anh gồng lên suy nghĩ nha kiểu mình có rượu trong người rồi á. anh suy nghĩ nói không lẽ là thằng 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 thằng, thằng vĩ á nó cố ý nó nói câu đó ta cái giọng cũng khao 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 giống 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 nó à nghe thì chỉ là nói thầm trong bụng thôi cái không để ý mới nghĩ là tưởng là anh vĩ anh chọc ngược lại mình rồi thậm chí là anh phướng còn suy nghĩ là không biết là anh tuấn này có suy si nhanh trước với anh vĩ hay không mà anh vĩ anh dám nói ra câu đó có nghĩa là cái hồn ma ngồi ở cái vị trí đó do anh phướng anh quắt người ta vô người ta mới vô mà bản thân anh phướng thì anh không, không có thấy mà anh vĩ cũng không có thấy luôn đó thì bởi vậy là lúc này thì cứ suy nghĩ theo cái kiểu là cái kế hoạch của mình nó bị anh tuấn nói cho anh vĩ nghe cho nên là anh Phướng mới là cũng chưa tin hẳn anh tư anh Phướng mới mới là thử thử thêm một lần nữa anh Phướng mới lấy cái ly rượu á cái anh Phướng mới đưa qua cái chỗ của anh Vĩ nè tao uống cái nó rồi mày uống cái nó một ly đi thì vừa nói cái tay phải đưa ly rượu cho anh Vĩ thì cái tay trái mới chỉ qua cái chỗ cái vị trí mà cái ngồi cái chén cái chén mà có đồ ăn đó à, thì lúc này anh Vĩ nó mày điên cái sao phương có ai ngồi đó đâu mày làm gì vậy trời mà nói ra kiểu là muốn khóc rồi anh Phương nó nói là vậy là nó thầm trong bụng vậy là không phải nó ủa, ủa, kỳ ta mà nó không nói còn nói vậy là vậy ai ai nói ta mới quay qua giờ mà anh Tuấn anh Tuấn anh, anh ngủ con gái khò khò ủa cái gì kỳ trời vậy là đâu đâu có phải thằng thằng Bỉ nói thì cái lúc này cái miệng của anh cũng phát ra câu nói đó đâu đâu đâu, có phải thằng Bỉ nói ủa mày nói cái gì vậy Phương tao nói cái gì đâu tao chỉ kêu mày là đừng có giỡn giỡn cái điều đó nữa trời đất ơi cái gì vậy trời ê quý vị tao hỏi thiệt mày nãy giờ mày có, có nói gì không quý tao có nói cái gì đâu tao nói nè tao ngồi cưới bên mày nè thì anh phước nghe rõ ràng từng câu từng chữ nói câu đó ra là tao nói nè tao ngồi cưới bên mày nè cái giọng nói này của một người cỡ khoảng là 30 tuổi tới 25 tuổi cỡ khoảng đó rồi không có lớn nhưng mà cái giọng ma mà cả nhà nó du dương và nó pha pha nó cái âm điệu nó ghê lắm và lúc này thì anh phướng cũng như là anh vĩ và anh tuấn đều không may dòm thấy cả và đặc biệt hơn nữa là anh vĩ cũng không có nghe những cái lời đó nó mà anh tuấn cũng không có nghe những cái lời nó chỉ duy nhất một mình anh phướng anh nghe thôi ảnh nghe rồi thì anh nghe cái giọng là nói ngay chốc cái vị trí mà anh để cái chén với lại đồ ăn anh để sẵn để mà anh chọc anh vị đó anh nghe vậy ông tá quả anh nhảy anh chạy cả nhà anh biết là ma rồi ma ngồi cưới bên ảnh rồi hàng gì bây giờ anh cũng lành lạnh nhưng mà do anh suy nghĩ theo kiểu là mình đang nghĩ tới cái việc tâm linh mình chọc mình ghẹo thằng bạn của mình à, cho nên là mình cảm giác lạnh lạnh ở sau hè là vậy thôi lúc đó anh nghe vậy rồi thì anh mới giọt anh chạy thì anh chạy thì anh Vĩ anh cũng quảng hồn Quảng dưới anh chạy theo chứ sao vậy. Thì hai người mới chạy cách cái chạy ra độ khoảng chừng là 100 thước thôi thì mới sực nhớ ra là còn anh Tuấn anh xỉn anh nằm ở trong cái chạy đó. Cái họ mới tuy là sợ anh Vĩ cũng sợ lắm trời ơi trời trời mày đừng có hù tao mày đừng có chọc tao Tao không chọc mày mà đã lại đã lại cứ cứ cứu thằng Tuấn mới được. Tình cảm bạn bè của họ là thật. Thậm chí tới bây giờ họ cũng rất là thân nhau à, Nhưng mà giao cái trường hợp đó rồi đó Thì họ không có bỏ bạn bè được Mặc dù rất là sợ Cái anh Phướng với anh Vĩ Hai người mới đi lại cả nhà Đi mà kiểu mà cũng chân cảm cũng rung Cũng rụng rời hết rồi Chứ không phải là đi hiên ngang gì Bạn mà đi hiên ngang này nọ Thì không có đến độ như vậy à, Tuy là không thể bỏ Nhưng mà à, sợ là hai người cũng rất là sợ Cực kỳ sợ rồi Cái mới đi gần lại tới cái trại đó Cũng còn chừng mười mấy thước à thì ông chú Tuấn ông mới tự trong chạy ông bước ra ông bước ra nha ông bước ra bên ngoài ông loạn chọn loạn chọn ông mới nói uh, Phương ơi vĩ ơi hai anh bay đâu rồi hai anh quỷ đâu mất tiêu rồi thì lúc này nè anh Phương và anh vĩ mới thấy là anh Tuấn đi ra mừng quá chạy lại nắm mới vừa nắm tay lôi đi mới có mấy bước anh Phương quay lại anh giờ mình gặp một cái bóng cả nhà cái bóng đen thù lùi mà đứng theo cái kiểu là giống như là một cái người mà lớn hơn mình vài tuổi vậy đó đứng ở đó mà dòm theo lơm lơm vậy đó anh thấy đen thù lùi vậy nha con mắt thì anh nói là con mắt thì anh dòm không có rõ do lúc đó anh nhìn cái bóng đen là anh quá sợ rồi thì anh mới cấm anh chạy anh nắm anh tuấn này nọ kéo chạy giờ anh vĩ cũng kéo chạy mà ba người lôi thôi lết hết đến độ mà anh tuấn lúc đó anh xỉn mà anh cũng tỉnh luôn anh thấy cái biểu hiện của hai thằng bạn của mình á là cái kiểu giống như là nó quá hoảng loạn rồi chạy mà bò lăn bò lết mà cũng dáng chạy kêu bằng chân cản lát rướm máu hết trơn chạy về tới nhà rồi á thì nhà cũng gần nhau cả các bạn đưa anh tuấn về nhà xong thì anh vĩ cũng về nhà mà anh phương cũng về nhà nhưng mà anh phương là cái người rung nhất tại vì anh nhát người ta ừ, anh bay ra cái trò anh chọc ghẹo người ta nhưng cuối cùng ảnh là cái người thấy anh là cái người nghe Và nhìn ra được cái hồn ma đó Còn những người kia người ta không ai thấy hết Anh mới sợ quá đi Anh vô nhà Và anh kể lại hết Mọi chuyện cho tía má mình nghe à, Rồi đêm đó Tía má ảnh à, với lại bà nội á, Là mới đi ra ngoài chỗ cái chạy Thì sau đó là cúng kiến Ngay trong đêm luôn Chứ không có đợi qua sáng qua gì trên cả nhà Là cúng xong rồi đó nha Tối đêm đó đó anh Phướng anh nằm ngủ và anh mơ Anh mơ thì anh thấy một cái người đó đi lại chỗ ảnh nhưng mà anh giờ không có rõ được khuôn mặt Cái người đó mới nói á, tao á, là tao đi ngang, mày kêu tao Đáng lý á, là tao theo mày luôn rồi đó Nhưng mà tao thấy á, nhà mày cho tao ăn Nhà mày đốt đồ cho tao ấm Năn nỉ tao Cho nên là tao mới tha cho mày đó thì cái người đó nói xong và cái chất giọng là khoảng hai mươi mấy à cỡ hai mấy ba mươi tuổi à thì anh phương anh nghe xong rồi anh giật mình thức dậy thì lúc đó là gà gái sáng cả nhà anh sợ quá thì mình chạy ra anh nói với tía má ảnh là anh một hai là phải kêu cúng thêm lần nữa rồi tía má ảnh thì khỏi đợi khỏi đợi anh kêu cả nhà biết con mình nằm mơ và thấy được một cái vong linh nó linh như vậy á thì à, ba mà tía má của anh Phương á là đi ra cúng thêm hai ngày liên tiếp thì sau đó rồi đó là anh Phương anh mới không có gặp cái hồn ma đó nữa và từ đó với sau có thể nói là một lần thì tận tới già bản thân anh Phướng đến tận bây giờ khi mà nhắc đến những cái chuyện mà à, chơi bời gì mà liên quan đến tâm linh á hay là những cái trò à, Diễu cợt đùa giỡn gì mà liên quan tới tâm linh là anh Phướng không bao giờ dám à, thì đó cũng là một cái chuyện À, cảnh báo chúng ta không nên à, khi mà chưa biết về những cái thứ mà nó hư ảo thì đừng nên à, va chạm cũng như là à, làm ra những cái trò chơi hay hoặc là cái sự mà chiêu cợt lẫn nhau à, ảnh hưởng đến những cái dòng linh của họ thì lúc đó là mình mời gọi họ à, chứ không phải là tự động họ à, đeo bám và họ phá mình hay gì cả À, rồi à, câu chuyện thứ hai đã kết thúc à, chúng ta sẽ bước qua câu chuyện thứ ba cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay à, câu chuyện thứ ba này là câu chuyện của chị Huyền thì chị Huyền có chia sẻ câu chuyện này à, khoảng là 26 năm trước à, lúc đó đó thì chị Huyền chỉ mới có 14 tuổi thôi và khi mà ở dưới quê trên nhà của của, của chị Huyền đó thì chị huyền cũng ở quê, cũng quê mà bên ngoài của chị Huyền cũng ở quê con cái là quê bên nội á, ở hồi trước tới bây giờ thì nhà cửa đông do là khu vực gần chợ. Còn quê bên ngoại á thì ở cái vùng nông thôn và rất là vắng, ít người ít nhà lắm. Thì chị Huyền có một cái sở thích là rất là hay chơi những cái trò như là trốn tìm, rồi chơi những cái trò mà nói chung là chơi chung với con trai hơi nhiều đó. Thì đặc biệt chị huyền lại thích chơi một cái trò mà nghe người lớn hay cởi thì chị hay rủ hàng xóm á à, rủ những cái người bạn đồng trang lứa thậm chí là lớn hơn chị một vài tuổi để đi ra những cái chỗ mà trống để mà chơi ma lon thì à, năm nào cũng vậy cứ đến mà cái mùa hè đó thì chị sẽ về bên ngoại chơi bên ngoại đó thì cũng về được một mùa rồi cho nên là cái mùa thứ hai này thì khi mà về quê ngoại à, chị huyền cũng quen được một số bạn một số bạn ở gần nhà Thì giờ đó chơi đâu khoảng nửa tháng Thì chị mới rủ à, Những cái người bạn đó đi chơi ma lon à, Bà ngoại á Thì à, lúc nào cũng vậy Khi mà chị Huyền về á Thì bà rất là cưng, cực kỳ cưng luôn à, Và ban đêm á chị Huyền chỉ nói là đi qua nhà hàng xóm mấy cái đứa bạn ở gần 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 đó chơi á thì bà ngoại cho chứ không phải là không cho. Ban đầu ở năm đầu á thì bà ngoại còn đi theo nha. Còn năm nay á thì thấy là chị Huyền cũng lớn rồi, cũng 14 tuổi rồi. Mà cái chơi cái khu vực ở chỗ đó thì uh, cha mẹ của những cái đứa bé hàng xóm á, cũng dòm ngó giùm. Uh, thêm một phần nữa là cũng không có uh, mấy cái con kinh con rạch gì mà nó ở gần ở trên cả nhà. Đó. Cho nên là không có sợ cái việc mà uh, đi chơi rồi té xuống hay là bị người này người kia ăn hiếp. Đó thì bà ngoại mới nói ở con chơi gì thì con chơi, nhưng mà khoảng 9 giờ tối á, là con phải về. Uh, chị Huyền cũng hứa. Thì tranh thủ chị Huyền đi chơi trước, 6 giờ rưỡi là chị Huyền chạy qua bên chị Huyền rủ rồi. Uh, rủ chơi cũng đâu có chừng là 7 giờ mấy đó, thì uh, gần 8 giờ tối đó thì chị Huyền mới rủ mấy cái người bạn đó là xúm nhau chơi ma lon. Mà hồi trước là chơi ma lon là lấy cái lon là lon sữa bò cả nhà Thì mới đem ra cái chỗ trống ít có nhà đó Thì xúm nhau lại chơi Thì trong suốt cái khoảng thời gian mà chơi ma lon á Không có cái hiện tượng tâm linh gì cả Và cũng không có con ma lon nào à, Nó rượt hay là cái ống lon nó chạy 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 theo như cái lời những người lớn kể thì không có Thì tới cái lúc đó thì chơi hoài không có Thì con nít mà cả nhà chơi xong không có là chán Thì mới đi về cái chị Huyền mới bước đi rồi mà đi về tới cái nhà cuối cùng của một cái người bạn á thì họ đi vô rồi chị Huyền phải đi cái đoạn đường là khoảng 100 thước thì mới về tới nhà bà ngoại thì lúc đó là cũng khoảng là gần 9 giờ tối rồi và cái tía má của cái người bạn ở gần đó đó à, cũng nói là thôi con về lẹ đi gần tới 9 giờ rồi đó con đó, thì chị Huyền nhớ là cái, cái, câu nói đó cái chị Huyền mới đi về thì trong cái lúc mà chơi ma lon á thì có một số bạn là chị Huyền không có biết mặt, kiểu là nhận là nhớ nha, nha ná thôi, kiểu mà cũng như là uh, giống như chị Huyền đi là cái sớm A này chơi đi nhưng mà mấy cái đứa bé này thì cũng có một hai đứa bên sớm bơi, một sớm như vậy thì cách nhau chừng một sớm như vậy thì chừng khoảng chừng trăm thước à, đó thì uh, cũng có một số uh, những cái người mà nhỏ tuổi hơn chơi chung với chị Huyền mà chị Huyền không có biết tên uh, ban đêm cho nên là cũng không bao giờ rõ mặt nữa cái lúc này chị Huyền mới đi dời mà đi trên cái khoảng đường 100 thước này nè thì 100 thước này cũng có cỡ hai cái nhà rồi mới tới nhà bà ngoại. cái chị Huyền đang đi ngoài đường vậy đó cái chị Huyền mới nghe cái tiếng đi phía sau cũng đi là đi đi theo kiểu đứa con nít mà ở đi bịt dưới dưới đất kia kéo cái 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 dép với dưới đất đó, kêu sạc 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 vậy. cái chị Huyền mới nghe rồi chị Huyền quay mặt lại chị quay mặt lại thì chị mới thấy có một cái cái đứa nhỏ đi theo mà cái đứa này là cái đứa bé gái nha chị Huyền nói là nhìn vô không biết sao mà lúc đó là không có đèn Vậy mà dòm được rõ cái mặt nó, cái mặt nó chỉ đứng cách chị Huyền khoảng 5 thước thôi. Chị thấy một cái đứa nhỏ mà nó cuột là cái cuột tóc mà cái kiểu mà người ta kêu là sừng trâu cả nhà. Hai cái sừng trâu hai bên vậy nè. Đó thì cái đứa nhỏ này nó ăn mặc á thì cũng xinh. Nó mặc cái mẫu đồ thì cũng hơi sáng sáng. Nó mới đi theo chị Huyền thì chị Huyền mới thấy nó rồi á. Cứ tưởng là đứa nhỏ nào chứ không biết đó là ma. Thật ra đứa nhỏ đó là đứa bé ma đó cả nhà Nhưng mà dòm nó không khác gì cái người sống cả Nó cũng đi đứng bình thường mặc cái bộ đồ sáng sáng coi rồi Dòm không có rõ Cái chiều Hiền mới nói là Em ơi chị nghỉ chơi rồi em về nhà đi Để thôi là ba má em kiếm đó Thì chị nói xong chị mới quay mặt chị đi Chị đi cũng một đoạn có chừng là mười mấy thước Thì chị cũng vẫn nghe cái tiếng bước chân của cái đứa nhỏ đi theo phía sau lưng chị mới sừng lại chị quay mặt lại thì cái đứa nhỏ nó cũng sừng lại nó đứng nó dòm chị à, nó đứng nó dòm chị im ru vậy nó không có nói tiếng nào hết trơn nghe cái chị huyền mới nói là em ơi nghỉ chơi rồi ngày mai mới chơi nữa bữa nay không có chơi em về đi em đừng đi theo chị nữa chị sắp tới nhà của ngoại chị rồi chị cho em theo đi em buồn chị cho em theo đi thì cái giọng nói của một cái đứa nhỏ nó nói nghe cả nhà chị huyền mới nói á là đâu có cho em theo được chị về tới nhà rồi chị không có chơi với em được nữa thôi em đi về đi nhà em ở đâu nhà em ở dưới kia kìa mà chị cho em theo chơi với không em về đi em mà không nghe là ngày mai chị không có cho em chơi chung đó chị không có nói với mấy đứa không có cho em chơi chung đó thì chị huyền mới quay mặt là chị huyền chạy chạy không phải là chị huyền sợ mà là chị huyền muốn là đứa nhỏ này nó không theo mình đó thì chạy dời tới cái cửa cái 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 cái, hàng rào bên ngoài á thì mới dòm vô bên trong thì bà ngoại đã ngồi sẵn ở bên trong rồi bà ngồi bà chờ mà cái chị Huyền mới mở cái cửa ra thì bước vô cái cửa mới khép cái cửa lại thì có nghĩa là chị Huyền nó quay mặt lại thì thấy cái đứa nhỏ đó đứng cách mình có chục thước đó. chứ không dám là gần hàng rào nghe nó đứng đó nó dòm cái chị Huyền mới thấy vậy cái bực mình đi Chị Huyền mới nói là chị nói chị không có chơi rồi mày sao mà mà mà, mà mà em đi theo chị hoài vậy chị mét bà ngoại chị đó nghe à, thì nói thêm một cái lần thứ hai thì cái đứa nhỏ nó vẫn đứng yên như đó nhưng mà lúc này thì bà ngoại bà nghe bà ngoại nghe bà bước ra bà cũng giật mình cả nhà bởi vì bà dòm ra ngoài bà đâu có thấy đâu mà sao cháu mình cứ dòm ra ngoài nói chuyện giống như nói chuyện với ai đó như cái bà ngoại bà mới nói không lẽ mình già mình qua mắt rồi mình không thấy thôi mình đi gần lại coi có thấy ai không thì bà ngoại bà không có kêu là huyền ơi ai vậy con ai vậy con bà cứ đi ra bà đi ra gần tới rồi bà mới kêu là quyền quyền cái chị Huyền mới quay mặt lại nó ngoại ở ngoại ngoại, ngoại coi, coi coi cái đứa đó là đứa nào mà sao co, co, con 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 không chơi rồi con nó con nghỉ chơi rồi tới giờ ngoại kêu con về rồi mà sao đi theo con hoài kìa à, thì cái lúc này chị huyền đã quay mặt lại và mét bà ngoại của mình thì bà ngoại mới dòm ra đâu 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 con Kìa ngoại kìa ngoại nó đứng ở đầu đường nó đứng ngay cái 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 chứ săn đường kìa ngoại cái bà ngoại bây giờ mới dòm kỹ dữ lắm cả nhà thì không có thấy là không có một ai hết trơn thì lúc này bà ngoại mới nói Ủa đâu có ai đâu mà sao con nói vậy Chị Huyền mới quay mặt lại thì thấy cái đứa nhỏ nó, nó, đi Nó đi ngược lại cái cái đường mà nãy đi theo chị Huyền á Đi ngược lại đi mất tiêu Vẫn còn thấy cái bóng nè à. Rồi đi 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 đâu có chừng là, là 2-3 giây là mất tiêu à, Cái chị Huyền thì cái kiểu mà tâm lý của cái cái người nhỏ mà Cứ tưởng là cái đứa nhỏ này nè Nó đã đi vào cho cái bóng tối đi về nhà nó rồi Cái chị Huyền cũng rối rối chỉ theo cái cái, cái ngoài cái bóng nó đi kìa Nó bóng nó đi kìa nhỏ nhỏ con gái mặc uh, mặc đồ sáng sáng mà, mà mà nó cột tóc sừng trâu kìa bà ngoại bà vừa nghe tới cái cột tóc sừng trâu là bà sững da gà lên trên cả nhà bà biết đó. thì bà mới nói à, con 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 à, chắc nó dời rồi không có gì đâu à, nó dời rồi nó cởi nó đi thôi à, mình vô con thì cái lúc đó đó bà ngoại mới dắt chịu hiền đi vô trong nhà sau đó bà ngoại mới kêu cậu thì cái người này là cậu cậu thứ ba mẹ của chị Huyền là thứ hai kêu cậu ba ra cậu ba lúc đó không có vợ rồi có một đứa con rồi mà đứa con thì còn nhỏ mới có một tuổi rồi cả nhà bà ngoại kia dỗ cho chị Huyền ngủ xong rồi ngoại mới kêu cậu ba ra thì hai bà ngoại nè cậu ba nè mới lấy trong nhà nè gạo muối rồi lấy bánh trái rồi ra đi ra ngay cái vị trí mà hồi nãy chị Huyền nói á là để đồ xuống đó cúng cúng xong xuôi đâu đó rồi đó thì qua sáng ngày hôm sau bà ngoại với cậu ba lật đật đi sớm qua bên cái cái, cái sớm gần đó thí dụ như bảo nói là một cái sớm thì 100 thước thì cái sớm a đi rồi tới 100 thước sau rồi thì cái sớm b 100 thước sau là cái sớm c thì 100 thước sau là cái sớm d thì tới cái sớm d đó đó cả nhà thì cái nhà đó nó có một cái đứa nhỏ nó bị chết trẻ nó chết là do nó bị bệnh nó bị bệnh nó chết cả nhà và lúc nó chết á, là chết cỡ là 2 năm trước rồi à, mà đứa nhỏ này á thì khoảng chừng là 11 tuổi và tóc nó của cái lúc mà nó chết á là nó mặc cái bộ đồ là mẹ của nó sắp chở nó đi ăn đám tiệc á à, nó để sắp chở đi thì cái đứa nhỏ này nó không may nó đi ra và nó uh, nó bị chở phát cái chứng bệnh tim của nó cả nhà mà lúc đó nhà thì kiểu mà cũng nghèo không có phát hiện ra À, giống như mình bây, à, bây giờ mà mình nói là bệnh giống như đồ quỵ đó kiểu mà nó nhanh như vậy đó cả nhà. Nó thì mới cứu là đem lên trên nhà thương này nọ nhưng mà cũng không có kịp. À, mấy ngày sau thì cái đứa bé nó mắc. Thì nó mắc rồi á nghe bà ngoại kể á nghe là cũng nó cũng về Nó về rồi nó 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 chọc, nó phá thôi kiểu là nó ham chơi thôi. Cái 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 ở cái, cái đứa nhỏ mà, nó về nó cũng hiện hình nó gian như cái lúc nó chết vậy đó. Cái nó về cái nó nó, nó tóc sừng trâu này nọ nó, nó phá mà nó phá đâu cũng chừng là cái lúc mà nó mắc thì khoảng chừng là nó phá thì khoảng một năm mà rồi nó dời nó dời rồi người này thấy người kia thấy nhưng mà nó cũng không có làm hại gì ai rồi nó chỉ là hợp cái nó hiện hình ra cho thấy rồi nó đòi đi theo chơi vậy thôi không cho thôi nó mới bỏ đi chứ nó không có có phải là nó bám theo nó nó, 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 nó nó ám người ta hay này nọ thì không có con cái là cái sự việc mà nó dời hoài thì ba má nó biết rất là nhiều nhưng mà không có dám kể ra bên ngoài còn bản thân hàng xóm họ đồn đồn với nhau thì cách nhau bốn cái sớm thì cũng khoảng là 400 thước thôi cả nhà cho nên là bà ngoại cũng nghe và bà ngoại nói là cái đứa nhỏ đó nó cũng linh lắm những người mà thân thiết với bà ngoại cũng có người người ta thấy rồi Nhằm khi nửa đêm nửa hôm á người ta đang ở trong nhà người ta mới nghe ở ngoài có cái đứa nhỏ nó khóc người ta mới mở cửa người ta bước ra nó coi là con cái nhà ai mà sao chưa đi về thì mở cửa bước ra nó đứng ở ngoài nó xin nó đứng ở ngoài nó xin nó nói nó đói đó, thì cái gia đình đó tuy là sợ sợ nhưng mà cũng phải đi vào trong nhà lấy đồ về tại tội nghiệp cả nhà. Tại vì ba má của cái đứa bé, thậm chí là đứa bé khi mà nó mắc á nó cũng rất là ngoan và ba má của đứa bé thì cũng rất là hiền nên người ta cũng quý. thì đi qua bên nhà qua bữa sau người ta cũng qua bên nhà đã cúng kiến này nọ thì nó không xuất hiện nữa, không xuất hiện cho cái người đó thấy nữa. thì dần dài dần già rồi thì gần như là ở sớm chờm nó nó không hiện cho ai thấy cả. mặc dù là người ta vẫn biết là nó còn chứ không phải là đi đâu, à, nhưng mà nó không có về con cái là chị Huyền á nhà bên nội xong rồi về để chơi thì cái cái cái, cái năm trước á chị Huyền không có chơi tới mấy cái chuyện mà tâm linh với lại là là do là năm đầu á bà ngoại cũng không cho chị Huyền đi ban đêm mà đi đâu phải có bà ngoại còn năm nay là là, là cũng như là chị Huyền quen nước quen cái rồi theo bà ngoại nghĩ là như vậy cho nên là bà ngoại mới cho đi một mình à, với lại cũng nói với cái người mà ở đó là người ta là là là, là dầm ngó dồm đó cho nên là cũng không có sợ mà ai về đâu chị Huyền hợp vía với, với lại cái đứa bé cho nên là nó nó đi theo để mà nó xin chơi cả nhà đó, thì cái lần đó bà ngoại không có kể cho chị Huyền nghe nhưng mà cũng sợ sợ ở cái cái điểm là nhầm khi nó cái dòng con nít mà nó gặp ai hợp với nó là nó muốn chơi nó theo hoài bà ngoại mới sợ là mới đưa chị Huyền về lại bên nội nói là, là, là nhưng mà lúc đó cũng giấu chị Huyền nha chị Huyền khóc dữ lắm luôn nhưng mà cũng làm bộ nói lý do này lý do nọ chứ không có nói ra cái chuyện đó thì sau này chị Huyền lớn lên rồi đó bà ngoại mới kể cho chị Huyền nghe và lần này chị Huyền cũng nói là sợ, nhớ là sợ lắm cả nhà và không dám chơi cái trò ma lon bất kỳ một cái lần nào nữa cả. Thì rồi đó là lý do tại làm sao mà trước khi bắt đầu câu chuyện Bảo đã nói rằng là Bảo cũng chất góp rất là lâu gần 2 tháng trời thì mới có được ba câu chuyện ngắn mà gom lại thành một tập và vào những câu chuyện này thì có là những nó, nó nó được một cái là cái tình huống nó khác nhau cả nhà. À, nhưng mà chung quy ở ba câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy được rằng những thứ mà chúng ta không biết thì đừng nên thử. À, rồi, câu chuyện đến là kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.